mean a lot rút cho sập ná lực trong mất sáp nhớ tôi bộ phôn không tha mẹ người ta rướng mau bị chạy lùi cái này mà cần tôi mà cái bánh dây dòng về chạy nó bọc đó à nó ngừng chân bàn vừa rút cho sập luôn anh chê thoáng thoáng chân nó bọc đó ô thưa nhiều làm thấy hàm chê tỷ thưa nhiều làm thấy chê bàn à mà rưng rồi bần lục sóng chết bị chào bần lục sóng chết bị chào thằng hôn san chưa bờ rùa đại mờ đại anh hầu bên này mờ với cái ta nắng phía xa sổ rùa bần đầu bị chê mai anh bị chê tạm chết bị chê dương chê say chê tạm chết việc cũ do và thay cấp qua dư của thứ tạm chết hồi mê biết là nay non một thứ khơi mê biết đây đây này non thẳng nè tới nên con là thọ khơi cái mê biết và hốt đó ca và mát mũi để cho mình hát hoạt hoi hoi bua hát cái hoa nâng và mát đấy và mát và buôn khi ông tây chưa và buôn được bao mê được non Việt Nam nâng và ca nâng hôn mà nay khai tây chưa và buôn lại tới chỉ côn được bao, mê được non Việt Nam, lương môi đấy hải tới trăm, mà chỉ vứt được bao anh hot 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 này hải chứ, hải tới trăm đó, hải tới trăm, anh phải chun clip nâng tới hơi cung sản tu nền nền lương nâng hơi để anh mà nó đo để anh, hải hải còn tha hải do hướng bọc quân thơ chỉ bài nhà thông, bọc quân rư chiết bà ấy hiên thư cho vua anh của văn năng anh có mà nó đó là ấy đây anh đã cô đây cầm chặt anh mà năng anh đã cô đây cầm chặt vô vô đôi kia hai trăm trong trong phải chạy bằng cách ông phí ba nhà hát tệ tôn cho vui năng phương đây đấy mà sao mấy những miền ca bạc ca là quỳnh và hai lời xa ca bỏ sai mình ho rồi bỏ chồng ông pi cái hơi thở này với ông pi an tạ cả trong ban bậc ca ông pi bảy nhà ca đo yộc nơi rốt lớn pi cầm hồn royal railway phần tay dưới ban trâm tay này với chữ môi nâng áo cờ xuống sạt thuyền nặng cá cho cha chữ môi nâng ông nhà cận mình tại dương hát ba để dây tổng phí bánh hà hàn tả ca nơi phía na và chọc nơi phía na hay phía na ti thưa ai giật than ở phía môi mân cho bà lọc thưa ai giật than ở phía môi mân cho bà lọc kháng rắt có bản ai tới cục cọc bàn phía phía lưu ti khăn nông phía đá kháng với dây ai kì chun còn vô đà cục cọc kia làm ná ca giang bánh à lời tùm ninh còn vô đà nơi lưu rốt lương sạp ta tự do tả na tự thư được miếng bánh hả nâng thầy thơ được việc mà giả năng bốc cả lớp cơ rộp rồi nè ta bắt bóng cả nghiêm phim phim bình dạng mạch dân vì ai nóm từ đó bị bắt lần đây tập bỏ nóm từ đó bị bắt lần đây ní bà hai chia bà nhà hà ni bàn đá bốc bị xong để dưới mình bàn cho bạn hình chân tụng tâm mà tư đôi dọc thằng ấy đi thua tầng pi tư đã top job tì cầm phụng bình năng khẹt và sẽ nấu năng tì cầm phụng bình rồi hốt đau phụng đánh cao và dịch cho mỗi khí chẳng thế bán thì trái miếng ca và ca hai nơi bên na đã cách phụng bình thamay mùi mòn toàn trái bán thua lại cầm hôn royal railway ở bó học nhà kết mây nơi tay bọn to sẽ cầm một viên to thật tiệt pro dương trâu tổ tu scoal chạy rước ban chạp ràng phía vây bánh hà tùm lẹ bần tốc tử lư krom hôn rồi dạ rời về rồi bỏ học nhà kết mấy bần đá mọc bì krom hôn thô rồi bỏ Australia bạn đọc luôn chạy hỏi mà đang tờ ná cứ krom hôn rồi dạ rời về rồi bỏ học nhà kết mấy bạn tinh dô phía hôn hà sạp ràng phía rồi đi chẳng
ហើយរដ្ឋក៏បានទទួលស្គាល់អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការកិត្តិបីបានទិញភាគហ៊ុនរបស់អាធូលនេះរបស់អូស្ត្រាលីនេះអញ្ចឹងអាកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះវានៅមានសុពលភាពនៅឡើយនៅមានសុពលភាពអញ្ចឹងដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅរកការបញ្ចប់ នៅកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីមួយនេះអាកិច្ចប្រឹងប្រែងចាស់នេះក្រុមហ៊ុននេះនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពបន្តទៀតរហូតទៅដល់មានកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីដែលកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីនេះក្រុមហ៊ុន Royal Railway ក៏មានលទ្ធភាពចូលរួមដើម្បីនឹងធ្វើការនៅក្នុងនោះហើយយើងអាចនឹងទាញយកដៃគូដទៃយកមកដាក់ ដោយមិនអាចមិនផ្ដាល់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Royal Railway គ្រប់គ្រងភាគហ៊ុនតែម្នាក់ឯងមុននេះវាគ្រប់គ្រងភាគហ៊ុនដោយ Royal Railway ផងដោយធូលរបស់អូស្ត្រាលីផងប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីដកចេញត្រូវបានសងគ្រោះដោយក្រុមហ៊ុនក្រុងស្រុករបស់យើងក្រុមហ៊ុនក្រុងស្រុករបស់យើងឥឡូវនេះ យើងត្រូវរកក្រុមហ៊ុនមួយទៀតមកដើម្បីធ្វើជាដៃគូដើម្បីឲ្យទុននឹងវាកាន់តែធំកាន់តែធំហើយមិនមែនធ្វើតែមកទឹះទេតែធ្វើទៅពីទឹះដែលសពថ្ងៃយើងធ្វើទៅមកទឹះទេធ្វើទៅមកទឹះទេដែលប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរបស់យើងត្រូវមករើនៅទីក្រុងភ្នំពេញរួចហើយបាត់ដឹកទៅបាត់ដំបងដឹកទៅពោធិ៍សាត់ដឹកទៅកំពង់ចាមដឹកទៅប៉ោយប៉ែតអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយយើងមិនត្រូវរើនៅកន្លែងហ្នឹងទេ អាណាដែលត្រូវដឹកទៅដឹកពហុទៅតាមហ្នឹងតាមហ្នឹងអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញហើយអាឡប់ឡប់ដែលធ្វើអីស្អីអីណែធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមវត្ថុនានាសូមឲ្យអញ្ជើញឡប់តទៅទៀតទៅដោយសារតែឡប់អញ្ចឹងហើយបើបរុតចោលស្រុកនោះបើបរុតចោលស្រុក